Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh làm một series về các cái hình ảnh trang trí, các cái hình ảnh mẫu mã sản phẩm và có sưu tầm được một số các cái mẫu trang trí để hôm nay chia sẻ đến cho quý vị cùng tham khảo những cái kiểu cách và những cái mẫu mã mà thị trường hiện nay đang được sử dụng khá là nhiều. Thì Nguyễn Khánh chuyên cung cấp các loại vật tư về nhựa ốp tường, nhựa ốp trần, sản phẩm được nhập khẩu từ các nước như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam. Thì tùy theo mỗi sản phẩm nó có cái giá trị khác nhau và nó sẽ có giá thành khác nhau quý vị nhé. Thì đây là một trong những sản phẩm rất là phổ biến, giá thành thì khá là rẻ và đặc biệt nó rất là dễ thi công. Thì video ngày hôm nay là những cái mẫu mã sưu tầm thi công ở những khu vực nào hoặc trang trí nó như thế nào, thì mời quý vị hãy tham khảo video quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.